đây là chương trình quê nhà rất xa hoa vẫn nở do nhà văn nhà thơ vàng đen nguyễn dũng tiến cùng mộng lan thực hiện dưới ống kính của đỗ minh dũng một lần nữa đây là chương trình quê nhà rất xa hoa vẫn nở với nhà văn nhà thơ vàng đen Nguyễn Dũng tiến của vườn cây Mimosa isole và một lan xin thân mến chào anh chào một lần và chào quý khán thính giả của đài Thưa anh Nguyễn Dũng Tiến, uh, trong hai cái chương trình trước Mộ Lan nhớ có một lần anh nói với Mộ Lan về cái vấn đề mà quý khán giả mua nhà uh, hay là mở văn phòng mới rồi muốn thiết kế uh, cái landscaping đó anh anh dịch cái cái chữ này là hay lắm là thiết kế sân vườn. Thế anh như thế nào là thiết kế sân vườn thế anh? Có cần nhiều thợ đến để làm không ạ? À, cái đó thì nó là nó là một câu chuyện khá mở rộng. Yeah. Thì tôi đề nghị là chúng ta sẽ nói chuyện trong một cái chương trình khác thiết kế sân vườn thì chúng ta phải tùy cái quan điểm của mỗi người Bây giờ chúng ta làm cái chương trình thiết kế sân vườn hay là gì đây? <laughs> Chắc là nhà văn nhà thơ Vàng Đen Nguyễn Dung Tiến muốn cho chúng ta phải chờ đợi giống như là câu chuyện ngàn lẻ một đêm á anh. Nói hoài không hết thưa quý vị. Thì bây giờ tùy anh, anh muốn làm thiết kế sân vườn hay là Mộng Lan có thấy một cái cây này rất là đẹp ở đây nè. Nhưng mà Mộng Lan nghe anh nói chuyện với lại nhân viên và anh có nói cho Mộng Lan biết là anh sẽ làm thành một cái cây bonsai. Nó mọc um tùm như vậy nhưng mà anh sẽ tỉa lại thành một cây bonsai đẹp phải không ạ? À, như vậy thì chúng à, chúng tôi hôm nay chúng tôi cái chương trình này chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị trên cái tinh thần ngôn ngữ thì mọi người dùng nó gọi là bân dai nhưng cái chữ bân dai nó đến của một người Nhật người ta biến nó thành một cái nghệ thuật một cái khoa học nghệ thuật riêng của người Nhật à, cái tiếng bân dai nó nó đến từ cái chữ bồn sái của người Hoa và người Hoa bồn sái, bồn là chậu, sái là cây. Cái bồn sái có nghĩa là người ta thu một cái thiên nhiên lớn vào trong một cái đĩa nhỏ. Đó, thành ra quý vị có thể nhìn thấy nhiều cái cây dạng họ làm rất là đẹp ở trong một cái chậu nhỏ. Thì có người Hoa ta gọi là bồn sái, còn người Nhật thì cây kêu bân dai. Thì bân dai và bồn sái đó, thì cái tiếng Việt Nam của chúng ta, chúng ta có thể nếu mà dùng thật sự tiếng Việt Nam thì tôi nghĩ đó là những cây kiển. Thì chúng tôi tạm dùng đó là cây kiển đi chứ chúng tôi không dùng binh gia hay bồn sái nữa. Thì cây kiển cũng với một cái tinh thần đó, chúng ta sẽ làm từ một thu nhỏ một cái thiên nhiên lớn vào trong một cái khung cảnh nhỏ qua những cái chậu cái đĩa hoặc là cái chậu nhỏ và chúng ta có thể bày biện ở chỗ này chỗ kia trong nhà trong một cái thiết kế uh, sân vườn chẳng hạn để chúng ta có thể cảm thấy nó thư giãn với tất cả những cái hình ảnh gọn ghẽ đẹp đẽ của một cái thiên nhiên lớn quanh chúng ta thì... Lan, trước khi mà anh tiếp tục đó Mụ Lan có một cái câu hỏi thắc mắc Tại vì Mụng Lan rất là thích bonsai đó thưa anh Nhưng mà Mụ Lan trồng những cái cây đó Ở trên bằng giấy đó Thì một thời gian sau Có những cái con bò nó bò từ trong đó Nó bò ra là cái gì vậy anh? thì tất cả đó là một cái thiên nhiên đó thì khi mà chúng ta dùng đất để chúng ta trồng bất cứ một cái cây nào đó thì trong đất nó cũng vẫn có thể có trứng của sâu bọ yeah. thì đó là cái chuyện thiên nhiên ừ. còn như mộc lan vừa mới nói cây bơn dai thì chúng tôi dùng cái cây kiểm ừ. trong nhà và ngoài trời đó, thì chúng ta phải ý thức được là hai loại cây khác nhau yeah. một loại nó chịu nắng và nó cần ánh sáng thì chúng ta không thể mang những cái cây đó vào trong nhà để là bởi vì rất là nhiều người vì quá mê cây và thấy cái cây nó ở trong một cái chậu kiển nó rất đẹp và người ta nghĩ là ô tôi mang về tôi bày trong văn phòng của tôi hoặc ở uh, trong nhà của tôi bàn khách uh, phòng khách nhưng vô tình chung người ta không nghĩ đó là một cái cây nó quá cần ánh sáng thì cái ánh sáng không đủ cây nó sẽ bị vàng lá và nó chết từ từ. Và trong cái nghệ thuật chơi cái cây kiển đó thì phải nắm được cái tinh thần tưới, tưới mới chính chứ không yeah. phải là phân bón là chính. Yeah. Bây giờ vẫn trở lại với cái câu hỏi của Mộng Lan đó thì trong cái chương trình kỳ rồi anh có hướng dẫn cái cách để mà trị những cái con sâu bọ thì những cái con mà nó bò ra nó nó nó, nó tròn 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 nó, nó, nó nó bò ra thì mình có thể dùng cái solution của nước và cái xà bông rửa chén để mà mình xịt lên cái đó không anh? Tại vì có nhiều cái cây mà cây kiện đó ở, ở đó là một cái mặt đá mỏng thôi anh thay vì là đất là một cái mặt đá mỏng. Thì cái đó là chúng tôi đề nghị là bởi vì chúng tôi hoàn toàn tránh né cái việc dùng thuốc hóa học là bởi vì mọi người đều biết rõ cái điều thuốc hóa học ảnh hưởng rất là tệ hại cho cái, uh, môi trường và sức khỏe của chính con người và cả chính chúng ta. do đó cũng như lần trước chúng tôi có nói về phân bón, tôi không dám dùng thuốc hóa học cho chính tôi. thì tại sao tôi lại bắt nhân viên của tôi dùng cái thuốc hóa học đó? do đó tôi chúng tôi cố gắng tránh né cái việc dùng uh, thuốc hóa học. cần quay trở lại những cái cây kiểng thì từ một cái cây mà nó là một cái uh, một cái khối xanh mà tự tay quý vị có thể tạo nó ra thành một cây kiểng thì chính quý vị sẽ rất là vui sướng để có được cái cây đó thì sau đây chúng tôi sẽ nhờ nhân viên uh, chia uh, làm, làm một vài cái cây để chia sẻ cùng quý vị và tôi hy vọng nếu quý vị với cái sự chia sẻ của chúng tôi quý vị nắm bắt được vấn đề quý vị tự quý vị có thể làm những cây kiển và quý vị có thể thưởng thức uh, tại nhà mình và cũng rất là vui để chia sẻ với bạn bè. Dạ. Yeah thưa anh những cái cây kiển mà anh nói trong lúc mà anh điều động nhân viên để làm đó thì mụ Lan xin thưa rằng là có những cái cây mà quý vị thấy ở đằng sau vườn nhà đó nó là một cái bụi cây rất là um tùm nhưng mà anh Nguyễn dũng tiến sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà làm sao tỉa nó để mà thành một cái một trong những cái cây kiển đẹp ở tại nhà à, vâng thưa quý vị à, chúng tôi bây giờ ví dụ như là tôi đi trong vườn chúng tôi nhìn thấy có một cái cây yeah. mà nó rất là cũ và dạ lâu lắm rồi ở trong chậu yeah. thì thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị để chia sẻ từ đó nó biến thành một cái cây từ một uh, quý vị nhìn thấy nó ngọn ngành nó kỳ cục. <laughs> có thể là có nhiều người bỏ thùng rác nhưng mà tại sao chúng ta không thử? Yeah. 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 Thì quý vị sẽ theo dõi nhân viên của chúng tôi sẽ làm. Đúng rồi, cái cây này đó, cái cây này. Đó, 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 đó. Để hạ, book, uh, tìm... Ok, đấy hả cái cây này có bộ khó tỉa nha anh Nguyễn Dung Tiến thưa Quý vị đây là một cái cây dạng leo lâu ngày quá đó Rồi nhân viên tỉa xuống mà không ai chăm sóc Thì nó biến thành một cái cây cỗi như vậy Đúng ra nó phải gấp 10 lần như vậy hoặc là 100 lần như vậy anh có thể nhờ nhân viên quay lại cái mặt này để cho quý khán giả có thể thấy là quý vị thấy anh nguyễn dung tiến rất là hay thưa quý vị anh nói tiếng mễ rất là hay dạ dạ thưa quý vị đây là một cái cây coi như là một cái cây nhiều khi có quý vị dọn sân vườn nó có thể vứt đi nhưng mà mình tại sao mình không thử. Dạ. Yeah. Ok, ký tờ. Bây giờ chúng tôi sẽ rút ra và quý vị cứ theo dõi, đừng có sợ cây nó đau hay nhiều người sợ cây đau. Dạ. Yeah. Là vỗ vỗ cái chậu anh ha. À. Rồi thưa quý vị, chúng tôi vừa mới rút ra khỏi chậu thì uh, nhân viên của tôi cũng rất là giản dị, quý vị đừng sợ bị đứt rễ là bởi vì có những cái cây non nó bị có thể bị đứt rễ nhưng cái cây già nó không thể dễ bị đứt rễ như vậy à, cá nhân của tôi tôi sẽ nói nhân viên dở lên và ném mạnh xuống đất để cho nó bung khối đất ra à, thử coi nó ra làm sao xuống lại và im mắt rồi so put all of your anger in this and just throw it down yeah. <laughs> Tức, quý vị nào mà có những cái nội kết dồn nén thì đây là cái lúc một quý vị xả đây quý vị Dạ, yeah, thưa quý vị, cái cây này nó quá già, cái khối rễ nó quá lớn thì chúng tôi sẽ dùng cách khác. Ồ, oh, nó đang ra. Yeah, đất uh, rất là tốt anh Nguyễn Dung Tiến đó uh, tụi mới về ở tolado pô camera ở uh, tolado ok và sưu là và romper một tí thôi mất quý khán giả vẫn đang theo dõi uh, cuộc nói chuyện của mộng lan dành cho nhà văn nhà thơ vàng đen Nguyễn Du tiếp bây giờ thì anh đã dùng một cái đồ để cắt cây để mà đập cái khối rễ ra phải không anh uh, thưa quý vị cái cây này đó nó nằm trong chậu quá lâu cái rễ của nó đã quá già và quá cũ ở trong chậu ừ. thì đây cũng là một cái hình thức mà chúng ta tạo rễ mới và thưa quý vị ví dụ như đôi khi chúng ta mua một cái cây ở vườn cây về đó thì chúng ta cũng nên lấy dao xẻ chứ cái khối đất xuống độ khoảng à, một nửa lóng tay để cho cái cây nó nó tạo nó kích thích tạo cái rễ mới cho cây Và thưa quý vị đây là cây cái, cái khối rễ này nó quá già thì tôi sẽ xin phép quý vị để nhân viên đem ra ngoài lấy cái nước xịt lên trên để yeah. cho nó khỏi bị đứt những cái rễ chính ở bên trong là yeah. nhân viên sẽ đem vào và chúng ta sẽ làm việc thì trong cái thời gian chờ đợi chúng ta sẽ làm việc với một cây khác. Yeah. OK, um, Trái mata con agua, uh, no, no, uh, uno persona. Uh, thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin trình bày một cái cây khác trong khi chờ đợi cây kia, St. Uber. Uh, mới về ở kia tia là đây cái cây này cái lá giống như hoa tygol vậy anh Nguyễn Dung tiến thứ cái cây này là cây nho là cây nho và một cây nho này là cây nho già ở trong chậu do đó đó chúng tôi sẽ rút ra khỏi chậu và để làm việc với cái cây này thì tôi cần nhân sự đó thì không biết có một uh, giác mồ anh kia anh uh, uh, Kim hỗn tay hai tay nắm một tay nắm gốc một tay gõ cái chậu cho nó tụt ra đây là nhân vật trẻ trong ban điều hành, trong ban quản trị của vườn cây Mimosa Isole. Anh Thưa Kim Đoàn. Vị, chúng tôi sẽ lộn ngược cái chậu lại. Đây là cái uh, là bố tệ của bông cà Ok. Bây giờ cái cây sẽ lên trên. Thưa quý vị, mục đích chúng tôi đưa cái cây lên trên để cho dễ làm. Quý vị với cái tầm mắt quý vị có thể nhìn thấy rõ ràng. Và nhân viên của tôi bây giờ sẽ tiểu bớt cành cho nó thoáng và nếu mà tạo được dáng thì chúng tôi nhân viên của tôi sẽ tạo dáng cho cái cây. Yeah. Ok, à, có tạo rồi ta. Thì mấy rồi có tạo bộ chụp Bây giờ thì nhà văn nhà thơ Vàng đem người tiếng à, sẽ tỉa cái cây nho này để mà thành một trong những cái cây kiển đẹp ở nhà phải không anh. À, đúng rồi, chúng ta sẽ tạo dáng cho cái cây cái tỉa này cũng khó lắm anh Nguyễn Dung Tiến tại vì phải biết cái cách tỉa chứ nếu không thì cái cây mình nó sẽ bị lẹm đó anh à. Những cái gì mục Lan vừa mới nói nó khá chính xác do đó chúng tôi đề nghị là chúng ta cứm nhẹ tay cái đã. Cái cây nho này nó dài như vậy nó có trái không anh? Nó vẫn có trái. Bắt nữa chúng Ô, tôi sẽ dạ, thấy, thấy bông rồi. Quý vị thấy cái chùm chùm, bông của nó chùm dạ, trái. Dạ. Ô, cái cái chùm bông đó là để mà ra trái rất là đẹp thưa quý khán giả. Nó xanh ngằn ngặt Thưa quý vị, đôi khi có những cái cành chết chúng ta nên làm thầy sẽ luôn để cho cái thoáng cái tầm mắt nhìn. Làm sao biết được cái cành nó chết anh? Thì khi mình sờ mình cảm được. Rồi thưa quý vị, ví dụ như là trước mặt tôi đây, chúng tôi sẽ có một cái cành nó nằm ở bên trong. Nó biến cái cây nó quá dày. Tôi sẽ bỏ thẳng một à, thằng nó nhưng trước khi bỏ chúng tôi chỉ bỏ từ từ. Vẫn giữ lại một chút xíu lá, không biết chừng mình sẽ dùng nó lát nữa. Rồi, Thưa quý vị cũng vậy nữa, có một cái cành nhỏ nằm ở bên trong, nó làm tối cái cây. Tôi sẽ bỏ. Và cái cành đó thì anh lại lại cắt hơi hơi là sâu hơn những cái cành kia. Tại vì tôi biết là nó tôi không dùng đến nó. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, bây giờ tương đối chúng ta có một cái cây nó thoáng. Thưa quý vị, có cái khu này á nó hơi dày á, dày cái mắt thì chúng ta khi mà làm một cây kiền, chúng ta sẽ làm một cái thế giới Lớn trong một cái không gian nhỏ Ừ. Ôi chết Rồi, Tôi lại vô nho tình, nho à, tôi vô tình không nhìn thấy tôi cắt mất cái chùm nho Còn nhỏ. cả đống đây nè anh Nguyễn Dũng Tiến, dạ, còn dạ. rất nhiều đây dạ, Thưa quý vị đây Đây là cái uh, Tuy là cái cây nó già nhưng mà tôi vẫn cho trái như thường nếu chúng ta tỉa đúng ừ. Nhưng mà nếu anh không cắt cái cây chùm nho đó thì nó sẽ rất um tùm Thành nó, ra Nó dày phải quá B... Đây còn một chùm nữa này, anh, rất là nhiều nè Rồi Dạ, thưa đây là nho yeah. và thưa quý vị cái cây này đó cái à, cái cành này nó xuống đây quá nó làm tối cả cái cành tôi từ từ bỏ bớt đi rồi thưa quý vị bây giờ chúng ta đã có một cái cây tương đối thoáng cành này có cái cần chắc không anh? thì thưa quý vị bây giờ chúng ta đi chọn cái mặt tiền của cái cây ừ thì cái với tôi thì có hai cái cành này nó đâm ra đó thì nó cũng hơi khó chịu mắt một chút yeah. nhưng mà đều nó cũng uh, nó cũng có một cái dáng riêng của nó ừ. thì có thể uh, tôi giữ luôn hai cái cành khô đó để cho nên nó, nó đâm ra vào vào cái, cái 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 mặt tiền nó cũng hơi khó chịu nhưng mà ừ. thôi cứ giữ để cho cho nó vui yeah. còn cái cành ở dưới đây thì sao ạ uh, chúng ta sẽ làm việc từ từ nó yeah. rồi thưa quý vị bây giờ chúng ta nhìn vào chúng ta thấy nó tương đối nó có cái dáng của nó đi như thế này rồi ừ. thì bỏ thêm một cái cành nhỏ này để coi nó chuyện gì xảy ra dạ. rồi chúng ta có một à, cái cành nó đưa ra một cánh tay đưa ra bên đây cũng là một cánh tay nữa nhưng mà dưới đây có hai chân đưa ra <laughs> rồi sau đó thì mình sẽ nói chuyện chân sau sau thưa quý vị cái cành này nó nằm ở dưới nằm lên chúng ta bỏ luôn bỏ sát gốc luôn nha. rồi rồi hiện giờ thì chúng ta tương đối có một cái dáng của cái cây tương đối tôi sẽ bỏ cành này tại vì yeah. nó hơi trỏi uh, cái mắt trên yeah. này là sẽ rút chỗ phà vỏ của có thể à? ừ. chúng ta sẽ cưa bỏ nó đi yeah. rồi thưa quý vị như vậy quý vị mình nhìn vào đó, thì mình thấy cái khu này vẫn hơi tương đối quá dày yeah. thì một là ta bỏ một cái cành này yeah. hai là ta bỏ cành này yeah thì cái cành này cái cành tay nó đi ngang đây thì ừ. chúng tôi sẽ bỏ cái cành bên trong này và vẫn hãy còn quá dày tôi sẽ bỏ luôn yeah. vâng thưa cái... quý vị bây giờ quý vị mình nhìn thấy nó thoáng yeah. và nó có từng cánh tay một ừ. cái cánh tay này nó nó che cái cánh tay sau ừ. thì tại sao không bỏ <laughs> yeah. cho nên quý khán giả phải mạnh tay cho cái vị khi mà quý vị cắt cây thưa quý vị như vậy là chúng ta tương đối tạo được hình một cái một cái cây kiển khá tốt rồi bây giờ quý vị theo dõi đây là một cái cành với tôi nó bắt đầu thừa rồi thì ta bỏ nhưng mà ta đừng bỏ, vội bỏ hết đẹp quá đôi khi một vài cái cành cành nó chết khô chúng ta vẫn giữ lại để làm cho nó có cái cá yeah. cá tính hả anh cá tính của yeah. cái cây yeah. tôi xin lỗi tiếng Việt Nam yeah. <laughs> thưa quý vị ở phần trên này tôi bỏ thử một cái lá yeah. đây lại có chùm trái ừ, nữa à, dạ. thì chúng tôi sẽ có một cái cành đi ra và trên trên một cái tinh thần của một cái cây kiểng đó thì nó người ta người Hoa và người Nhật đó, họ dùng trên một cái căn bản nghĩa là thiên nhân địa thiên nhân địa do đó mà thiên nhân địa họ biểu hiện bằng một cái tam giác ừ. thì chúng ta sẽ làm sao cho nó biến thành một cái tam giác thì do đó bên này nó hơi quá đó thì tôi bỏ bớt cái cành bên này đi ừ. và đằng sau này nó hơi tối rồi sau đó thưa quý vị đây cái phần này nó quá dày thì chúng tôi sẽ bỏ bớt cái cành ở bên trong. Và khi cắt anh vẫn cắt theo cái kiểu xéo góc phải không anh? À, như vậy thì nó tốt hơn. Yeah. Và tôi vẫn thấy cái cành này nó hơi nó làm cho tối mắt bỏ yeah. bớt. Hay quá vừa cắt xong sáng liền à. Rồi. Ở phía sau này ở thưa quý vị nó có một cành nó hơi đi xuống nhưng mà ở chúng ta cũng cần một chút xíu ở đằng sau tôi bọ làm sạch sẽ nó thôi và những cái cành mà anh cắt nó sẽ ra ra, ra ra ngọn nữa phải không anh nó ra ngọn thì chúng ta sẽ phải tiếp tục uh, giữ cho nó giữ cái cái dạng của nó như vậy dạ. Ừ từ một cái cây nho úm tùm lá tưởng là mình để trong một cái xó vườn thì bây giờ rất là đẹp thưa quý vị. dạ thưa quý vị tôi cũng chưa hài lòng lắm nhưng cứ tạm thời như vậy bởi vì tôi muốn giữ cái chùm trái này lại cho mọi dạ. người coi nếu dạ. không tôi sẽ tỉa ngang đây. dạ đúng rồi. Dạ. đừng đừng anh đây cũng có một chùm trái nữa nè. thì có lẽ tôi tôi hy sinh chùm trái này. thôi trai, 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 trai. thôi thôi. thôi. <laughs> đừng anh đi thưa quý vị lắm. nó chưa được hoàn chỉnh lắm bởi vì người phụ nữ này rồi thưa quý vị tôi sẽ bỏ cái cành này yeah. và nhân viên của anh sẽ cưa ra anh Nguyễn Dung Tiến những cái cành ở dưới đây nè anh có có thể mà chiết cành găm cành găm cành gì được không thế anh để mà có thêm cây nho khác không ạ? À? Ồ ừ, được chứ nhưng mà cái cây nho này á chúng tôi sẽ ví dụ như là mùa đông thì chúng tôi sẽ lấy thay vì bứt bỏ đi đó và cái giống này là giống ngon đó ừ. thì tôi sẽ cắt một cái cành hơn găng tay như thế này yeah. mùa đông nó không có lá dạ. Yeah. và quý vị có tin hay không đó giờ chúng tôi sẽ cắm vào cát dạ. Yeah. cát thôi rồi cát chứ không phải đất khan cát yeah. thì năm sau nó sẽ À, đến mùa xuân á, thì mình thấy rễ nó ra mình sẽ tách ra từng cây mình trồng yeah. à, Khi mà nói cát là cát ở đâu mà ra anh? À, mình lấy cát trắng sạch thôi à, ừ. Ở ngoài biển đó hả anh? Ừ, yeah. 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 Rồi Thì tạm thời à, chúng tôi sẽ bỏ bớt đất đi Và chúng tôi sẽ coi trong cái đám chậu phía sau lưng Chậu nào cho nó hợp với cái cái, cái thân này à, Quý khán giả nào đó mà đến đây mà mua được cái cây này Đã được tỉa tắm sẵn sàng rồi quý vị À, vâng và chúng tôi uh, trong cái chương trình kỳ tới để trình bày với quý vị chúng tôi sẽ bỏ bớt cái đất của nó đi và sau đó chúng tôi và quý vị cùng chọn một cái chậu nào cho nó hợp với cái cái, cái cây này để ừ. chúng ta vào. nha. Yeah. hay quá thưa anh sau khi mà mình làm ừ. hết như vậy rồi đó thì để, để cái chương trình sau mình sẽ nói tiếp ừ. nhưng mà sau khi mình làm hết rồi đó mình có cần phải tưới tắm gì nữa hay không thưa anh? À, mình sẽ làm mà yeah. hiện giờ đó thì chúng ta có đủ một chút xíu giờ yeah. để phá phút. bỏ bớt cái đất ở đây. Rồng yeah. à, pe là chia ra. để hải con ở dưới cái ý xem trẻ tu ở dưới phục trà bá hồ. bao lâu thì cái mà mình trồng cái cây nho nó sẽ ra được quả anh cây này là bao nhiêu lâu rồi ạ? À? À, thường những cái cây mà người ta làm ở bên ở mọi nơi họ chết cành thì nó nó có trái ngay yeah. Yeah. và cái cây này đặc biệt là không có trồng theo giàn mà anh có thể trồng thôi trong chậu à? ờ ừ, nếu mà trồng nho theo giàn đó thì nó có hai cách chính để trồng nho ừ. người ta sẽ làm một cái giàn cho nó bò ngang yeah. hoặc là người ta cho một cây gốc chơi trọ như vậy và người ta luôn luôn tỉa cho nó thành một cái khối và người ta hái như trái tại đó không phải yeah. như dàn. Yeah. À, thưa quý vị cũng vậy, tôi sẽ nhờ nhân viên của tôi dở lên và gõ xuống cái nền đất để cho nó rơi bất đất ra. Yeah. Xua lại vào bắt tạ vào. Thưa quý vị đừng có sợ vì những cái cây già này đó chúng ta đôi khi phải làm mát mát chúng ta ok chúng ta nên bỏ cái đất cũ của nó đi và cho đất mới và kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày đất nào để trồng cây kiện hay quá thưa nhà văn nhà thơ vàng đen nguyễn nhung tiến Mẫu la muốn hỏi anh là uh, vui thú điền viên thì cũng thú lắm nhưng mà hai uh, hai nhân viên của anh là lực lưỡng còn nếu mà quý khán giả mà đang theo dõi này mà ông ông bà già cả thì thì sao anh ha ai đâu mà giúp ạ à? thì cái đó là chúng ta lựa thế chúng ta làm thôi à, chúng ta có dạ. thể đầm để nằm dưới đất kéo nó ra ngoài sân dạ, chỗ trống dạ. và lấy thay vì nện xuống đất như vậy đó thì chúng ta có dùng cái vòi nước thật mạnh À. mở sạch mạnh để xịt cho nó đi bớt đất đi. Dạ. À, yeah, yeah. yeah. Hay lắm thưa anh. Cảm ơn anh như người Dung Tiến thật nhiều và trong cái chương trình kỳ sau thì nhà văn nhà thơ vàng đen người Dung Tiến sẽ trở lại với cái cây này để mà cho quý vị biết là sau khi chúng ta đã làm những cái công việc chúng ta đã làm rồi đó thì cái cây này đó nó sẽ được trồng ở trong một cái chậu nào tùy theo anh chọn và ở trên vườn mình cũng có những cái chậu để mà quý khán giả có thể mua về những cái chậu đẹp để mà có thể sang chậu phải không anh. À, tôi sẽ chúng ta sẽ cùng chọn yeah. trong chương trình kỳ tới yeah. wow quý vị thấy không là rất là hay và cái chương trình này đó đối với Mông Lan đó, thì thật là ngắn là tại vì đó đang còn đến cái cái, cái 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 lúc mà anh hướng dẫn những cái bí quyết thì là chúng ta lại hết giờ một lần nữa thì vườn cây Mimosa Exile tọa lạc tại 6270 Austin Street thành phố là East Los Angeles quý vị đi ở trên đường uh, 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 Garfield đó, thì quý vị sẽ thấy là nằm ở giữa đường Whittier và đường Olympic và số điện thoại là 323 7224543 323 7224543. Xin cảm ơn anh. Dạ cảm ơn một lần và cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị trong chương trình Quê nhà rất xa, hoa vẫn nở kỳ tới.